con thấy nhiều kinh tạng Phật giáo phát triển luôn gắn cho cái mát là Phật thuyết. Nhưng nội dung bên trong lại sai trái đi ngược chánh pháp điển hình là Kinh Duy Ma Cật. Nhắc đến tiền kiếp của Đức Phật khi còn là Bồ Tát, vì thương người, cứu người nên mới giết người. Lại ca ngợi ông Duy Ma Cật là hạng cư sĩ mà nói pháp hơn các bậc La Hán. Một số chùa hiện nay còn lưu hành kinh ấn tống kinh của ngoại đạo phật thuyết bắt đầu chân kinh, phật thuyết táo quân kinh, phật thuyết thiên địa bát dương vân vân, rồi khuyến khích phật tử đọc tụng biên chép cho được phước báo. Thưa sư còn có thắc mắc là những kẻ bị đặt kinh tạng làm giả là phật dạy của đức thế tôn làm sai lạc nền giáo pháp như vậy nghiệp quả tương ứng như thế nào? Ờ, đối với những người không có xuyên tạc lời Đức Phật dạy nha nhưng mà thực hành phương pháp đi đến sự giải thoát giác ngộ một cách sai lầm thì bản thân những người đó Đức Phật cũng khẳng định ở trong trường bộ kinh đó là họ đã làm nhiều điều vô phước còn nếu như bản thân họ xuyên tạc lời dạy của Đức Thế Tôn thì điều này cũng được nhắc đến trong Chú Giải Pháp Cú. Đó là những chúng sanh này sẽ phải chịu khổ rất là lâu dài ở địa ngục. Và trong cái kiếp hạn hưởng nào đó được tái sanh làm loài súc sanh thì rồi cũng sẽ phải trở lại địa ngục. Và cái số thời gian mà họ ở lại địa ngục đó, nó rất là lâu dài có thể là từ đời đức phật quá khứ cho đến đời đức phật hiện tại vẫn chưa có lên à, thành ra chúng ta nên hết sức cẩn thận à, đối với những cái mà à, người ta gọi là phật thuyết muốn biết được cái nào có phải phật thuyết hay không thì tốt nhất là chúng ta y cứ vào à, những cái điều sau đây thứ nhất cái cốt lõi cái cốt lõi của những cái văn bản đó có phải nhắc đến ba khí cạnh vô thường khổ và vô ngã hay không nha cái vấn đề thứ hai là những cái văn bản đó có nhắc gì đến cái chuyện là thực hành uh, bác bát chánh đạo hay không hoặc là thực hành 37 phẩm trợ bộ đề tứ niệm xứ tứ chánh cần tứ như ý túc ngũ căn ngũ lực thức giác chi bác chánh đạo có hay không nếu như những cái mà không có nhắc nhở gì tới thì phải xem xét lại nha à, còn những cái bài kinh mà quý vị à, vừa đề cập tới cái hồi mà sư ở à, trúc lâm thì sư cũng có nghe và thượng thanh từ cũng có khẳng định là mấy cái bài mấy cái này nó không phải phật thuyết mà bây giờ thì có nhiều nơi họ vẫn xiển dương với họ tùng thì trong cái vai trò của một vị ở phật giáo phát triển thì hòa thượng thanh từ cũng rất là khó khăn trong cái việc này rất là khó xử bởi vì chỉ có thể nói trong cái phạm vi những người của mình thôi chứ không vẫn không thể nào mà nói một cách rộng rãi được còn đối với cá nhân sư trong vai trò một vị tu sĩ phật giáo uh, nguyên thủy thì sư chỉ có thể nói là an toàn nhất là chúng ta nương tựa vào tam tạ nguyên thủy đó là thần kinh gồm có trường bộ trung bộ tương ưng tăng chi uh, tiểu bộ uh, tạng luật và tạng a tị đàm thì nó là cái điều chắc chắn còn những cái kinh khác Gọi là kinh Thì chúng ta nên để nó qua một bên Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không có thời gian Còn chúng sanh nào uh, Hữu duyên uh, Tiếp xúc gần gũi với mình thì mình chia sẻ Chánh pháp với họ Còn chúng sanh nào vô duyên Thì thôi mình cứ kiếm những người hữu duyên mà mình đồ ha